Hello anh em. Quay cho anh em xem ha. Để biển số luôn. Tại vì xe chính chủ, không có vấn đề gì hết. Với lại xe này là xe không phải bị xe tai nạn. Mình mới mua xe này, CBR 1000 2010. Mình tả cho anh em xem. Xe này cách đây 3 năm đã bảo dưỡng tổng quát bên mình. 3 năm qua ảnh rất là ít chạy ha. Rất ít chạy. Và xe này gọi là một con xe khá đẹp. Mình không dám nói là đẹp. Nếu mà đẹp so với cái đời 2010 này, nó là một trong những con rất là đẹp. So với 2010 rất là liền và zin ha. Không dám nói là cộp, đây quá cũ và con này không thể nào gọi là cộp được. Con này chỉ là đẹp thôi. Và lý do sao đẹp, mình nói với anh em, thứ nhất, đây là xe không tai nạn, nó mới gọi là xe đẹp. Thứ hai, con xe này sơn si zin nguyên con, sườn lốc máy ha, còn sơn zin hết, không có sơn lại ha, kể cả dàn áo luôn. Con này là bản Repsol đó nha anh em, 2010 bản Repsol. Đó. Dàn áo này là dàn áo zin của hãng chứ không phải là dàn áo Trung Quốc. Anh em nhìn nè. Đó. Thấy không? Đây. Đó, không phải là áo sơn lại nha, áo này là áo zin nha. Anh em nhìn nè, cái màu sơn bên trong nè, đó. Sơn lại khác mà zin khác nha anh em. Phục ha, anh em nhìn phục nè. Đầu phục còn rất là đẹp. Cho anh em coi trước ha. Đó, mình phục hồi cái phục này nó bị xì dầu 3 năm rồi anh em. 3 năm rồi mà không có đổ một tí xíu cái mồ hôi phục nào hết. Anh em thấy không? Rồi, chân phục nè, nước ram zin. Ốc zin rồi hết, anh em nhìn nè, rất là đẹp. Cố thắng là cố thắng xịn. Còn cực kỳ dày luôn. Bên mình bảo dưỡng mà. Đó, rồi, một cặp vỏ Rosso Corsa 2. Rosso Corsa 2 là cái vỏ cao cấp hơn Rosso 3. Nó cùng thời với Rosso 3 và đầu Rosso 4. Vỏ Rosso Corsa 2 này sản xuất cuối năm 2020. Hồi xưa lúc mà ảnh làm bên mình 2021 á, mình bán cho ảnh một cặp vỏ tháo xe Rosso Corsa 2 này với giá là 5 triệu. Còn giày cui, giày cui à, chưa thấy an toàn. Thì ảnh đi 3 năm rồi, ảnh cũng ít chạy cho nên cũng rất là dày. Và cái tuổi thọ vỏ này á thì cũng gần tới lúc phải thay rồi. Tại vì 2020 tới giờ là 2024, 4 năm mà vỏ này sản xuất. Cuối năm 2020 thì đầu năm 2024 mới bán ra, 2021 mới bán ra thị trường. Và bây giờ đầu năm 2024 thì nó chỉ cách khoảng đâu đó là 2 năm mấy thôi. Là cái tuổi thọ vỏ này chỉ 2 năm mấy thôi. Mình bán ảnh 2021 là cái vỏ này nó mới ra thị trường luôn. Đây quay cho anh em coi. Tuần 29 2020. Tuần 29 nó chỉ là hơn nửa năm thôi chứ chưa phải là cuối năm. Khoảng là tháng tuần 29 là khoảng tháng 6. À, tuần 29 là khoảng tháng 6. Đó, anh em coi ha. Tháng 6 tháng 7 gì đó. Vỏ xe chưa có hiện tượng bị nứt. Đó, vẫn chạy được. Và dòng Rosso Corsa 2 này là dòng gắn trên xe zin cho những chiếc Ducati cao cấp, những chiếc xe châu Âu, xe Ý, xe châu Âu cao cấp. Cao cấp. Gắn vỏ zin đó nha. Và cái xe thuần sport, những con sport cao cấp nhất. Ví dụ Ducati 1199 rồi chẳng hạn ha. Thì nó là vỏ zin cấp vỏ này để là đi đường cua đó, dành cho dòng sport đó. Đó là Rosso Corsa 2. Những cái dòng Ducati đồ này kia mới được ha. Giống như MV đồ cũng vậy thì nó sẽ dùng Rosso Corsa 2. Hiện tại Rosso Corsa 2 nó không về thị trường ở sau cái Rosso Corsa 2 này á, là nó là cái Rosso 4 Corsa. Rosso 4 Corsa là cải tiến từ Rosso Corsa 2 lên ha, cải tiến lên ha. Xe thay sơn nhông dĩa xịn, anh em thấy không? Đi 3 năm rồi, còn sơn đẹp không? Đó. Nhông dĩa em rep. Cộng sơn này là cộng sơn RK. Ha. RK này là RK Nhật hay RK Mã Lai mình không nhớ.
mình lâu lắm rồi mình không bán RK, cách đây 3 năm rồi mà. Mình 3 năm trước là mình không bán RK nữa mà mình chuyển sang DD. Thì RK lúc đó đa số là mình nhập RK của Nhật chứ không phải là của Mã Lai. Một cái khúc sau hết RK Nhật thì mình có nhập khoảng đâu đó khoảng 20-30 sợi RK Mã Lai. Nhưng cái giá của nó khá là đắt tiền. Nhưng mà cái nơi sản xuất chỉ là Mã Lai, cái chuẩn không bằng RK Nhật Bản đó, mà giá nó còn mắc hơn DD Nhật Bản, cho nên mình không bán RK. Đó là nguyên nhân tại sao mình không bán RK. Mình không hề chê RK dỏm nha anh em, mình không bao giờ chê RK dỏm. RK sẵn mình chia sẻ với anh em, cái RK và DD, ví dụ mình mà cái phân khúc mà so sánh với nhau, ví dụ X-Ring, mình phải so với X-Ring đó, thì mình so sánh nhau. Cái thứ hai là giá cả, thứ ba là chuẩn là nơi sản xuất. Không thể nào một cái cọng RK Mã Lai mà đi so sánh với cái cọng DD Nhật Bản được, nó không cùng cái phân khúc được. Chứ mình không có chê dởm, tại vì rẻ hơn cọng RK Mã Lai mình được có được một cọng DD Nhật mà rẻ hơn tới mấy trăm ngàn lận, nó rẻ hơn tới 500-600 ngàn đến 700 ngàn, 600-700 ngàn. Giá mắc hơn số 3 triệu mấy mình mua được một cọng RK Mã Lai, trong khi 2 triệu mấy mình mua được một cọng sên DD Nhật cùng phân khúc cùng cấp X-Ring rồi, thì tại sao mình lại xài hàng Mã Lai đó? Cái suy nghĩ của mình như vậy, cho nên từ và cái hàng RK này nó không có ổn định, nó không có về ổn định. Ví dụ như hàng DD mình lấy công ty về khoảng 2 tháng là người ta nhập về một lần, cho nên mình nhập một lần rất là nhiều, mình để bán 2 tháng đó, còn RK tới đó không có. Chứ không phải mình chê chất lượng nha anh em, phải nhớ nha, không phải là mình không bán nó là mình chê nó. Mình là chỗ bán, mình phải tính cái giá, cái cấp độ và cái giá thị trường bán ra để tiếp xúc với cái phân khúc khách hàng mình bán. Thứ hai là hàng bán phải ổn định để mình bán cho khách hàng, chứ nhiều khi khách mua không có, khách đi mua chỗ khác mình mất mối. Cho nên mình phải tìm hiểu rất là nhiều thứ để mình chọn cái sản phẩm mình bán. Làm xe cũng vậy, đó là chỉ riêng cái phần bán hàng thôi. Còn làm xe, chọn xe, xe này bảo dưỡng bên mình chứ không phải mua tại mình. Đó, mình nói rõ nguồn gốc luôn để anh em biết. Nhưng cái lúc mà ảnh mang xe tới, xe này có ngã, có té, có ngã nhẹ chứ không phải té nữa, ở bên tay trái. Nó bị té, không phải ngã đâu, cái này là có vết cà chạy nè. Đó. Không ảnh hưởng tới gấp ha. Tại vì có chống đổ, không ảnh hưởng tới chân phục. Anh em nhìn rất là kỹ, ốc ác còn nguyên. Đó, anh em nhìn kỹ, xe này đang dơ, chưa có rửa. Anh em phải để ý nè, nước sơn, sườn, sơn mọi thứ còn dinh hết ha. Dàn áo cũng vậy. Đó, dàn áo mọi thứ cũng vậy. Quan trọng là dàn áo zin, là thấy cái xe này nó không bị tai nạn nặng. Nếu nó có bị té đây, nó có bị chạy trên này tí xíu, chạy tí xíu đây thôi nè, còn lại nó không bị ha. Xe này đã bảo dưỡng tổng quát rồi, và mình mua lại sau 3 năm mình cũng phải bảo dưỡng lại, mình thay cái bình, tại vì 3 năm rồi phải thay cái bình đó. Tình trạng con xe này thì cụm tay thắng zin, chỉ có đi cái tay đồ chơi RC2 thôi. Còn cái cụm tay côn đó là cụm tay côn đồ chơi CRG nguyên cụm. Đó. Có bóng đèn tun, đường dây tun, bình dầu. Bình dầu đồ chơi loại này cũng mắc tiền ha. Đó, thì anh em mình đã bảo dưỡng tổng quát rồi. Anh em mua xe này về chỉ có chạy thôi. Với một tình trạng xe này so với đời 2010, xe này là một con xe đẹp, zin đẹp. Zin đẹp và tình trạng là tương đối chuẩn. Đó, tương đối chuẩn máy zin nha, chưa có rớt đầu luôn á. Đó, dàn chân như vậy gọi là xe đẹp đó anh em. Tương đối chuẩn là sao? Là tại vì á mình phải làm mới nó lại nữa thì mình mới nói nó đẹp. Còn giờ nè anh em nhìn không? Nó hơi dơ. Ở tỉnh người ta không có những cái rửa xe chuyên, cho nên bị bụi nó án vô. Đó, làm cho con xe nó không sạch sẽ mấy cái này nè không? Thì mình là cái chỗ làm xe, mình phải rửa trước, rồi mình mới bảo dưỡng, rồi mình mới rửa lại, rồi mình coi lại hết. Bố thắng SPS luôn, xịn luôn. Trước sau là bố thắng xịn hết, còn mới hết.
mình quan trọng là cái giá anh em nghe nè. Xe chuẩn, chất xe đẹp, giá 162 triệu, chính chủ ra ký giấy, biển số đẹp luôn, 00967. Cái này cũng dễ nhìn thôi, dễ nhìn mấy nút ra năm. Ui, hai nút ra, hai nút mà biển số do nó cái số này ở cái tỉnh này nó ít á, cho nên nó chỉ có cái số hàng trăm mà, nên nó dễ đọc, nó dễ thuộc thôi. Con xe này đời này là quá chuẩn chỉ rồi. Giá này chỉ mua được một con xe Thái thôi. Đi con này ngon hơn nhiều. Xe mà dàn áo zin á, anh em sơn zin đó. Nước sơn zin em nhìn nè, đẹp không? Rửa ra cái mới chát à. Biết cách rửa ra mới chát. Đó. Đi xe này nó đẹp, ngon, mạnh, chuẩn. Yên sau là da zin nè, anh em nhìn yên sau là da zin nè, ha, yên trước là bọc lại da nè, anh em thấy không? Xe này mình sẽ thay cho anh em cặp gù, tại bên kia người ta bị ngã, bị hư cái gù, bên này còn gù, bên kia mất gù, gù này là gù zin theo xe nha, anh em phải để ý nha, chứ không phải là gù thay, có nghĩa là bên kia nó bị ngã, nó bị té ở bên trái cho nên nó bị mài cái gù, đây, chạy đây tí xíu chứ mài mất cái gù, anh em thấy không? Đó. Xe chạy là không bị cong quanh đâu hết nha. Chuẩn nha, mình đã nói xe chuẩn mà. Đó. Quá mềm anh em. 162 triệu mua được con CBR 2010. Mà zin hết luôn, đã không? Được bảo dưỡng tổng quát hết nữa. Vỏ cũng xịn mà nhớt nhau mọi thứ mới. Bình mới, diễn mới. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều.